Hai anh em Vin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Lâu lắm rồi hai anh em Vin cũng không có đi ngắm câu cái nha. Từ hôm Tết giờ luôn á. Có một lần hai lần gì á. Có cá này, lại không có cá rồi. Có đúng rồi, có cá mà không có cá nha. Cá 4 lần luôn mà không có cá. Giờ còn mới cá vừa nhỏ nè. Anh em Vin lựa lại cái con mà nhỏ nhất á. Anh em Vin sẽ đi cắm câu nha cái nhà. Tới đây dẫn cái nhà đi cắm câu. Mớ này thì ngày mai sẽ ra chợ. Ngày mai Cường sẽ trà ra chợ. Hai anh em Vin bán được 3 kg bốn vừa bự rồi, ship đi Sài Gòn đó nha, bán cho một anh trai. Còn mới nhỏ này thì ra chợ. Giờ thì kiếm mới cá bốn vừa nhỏ coi có kiếm được mới cá nữa không. Nhưng mình cũng lâu lâu rồi mình không lên cánh trên này mình cắm luôn á. Tôm Tết giờ đâu có ấy, mình chạy xuống dưới mà. Anh xui. Chung mấy lần cắm cũng có cả nhà nhưng mà nó không túng thôi, thấy cũng nhạt nhẽo rồi cũng đăng lên cho cả nhà xem. 4 lần thì em bữa có tâm sự cho cả nhà nghe đó, anh em mình cũng có tâm sự chứ không phải là không, tại vì còn cắm mà cũng ít nhiều cũng tốt nhưng mà thấp quá. Được như đây cái nhỏ này cái nha, giờ anh có định đi cắm nha, tối nay dẫn cái nhà đi thăm. Còn mới này thì đổ trả lời không lại cái nha, mai cho nó lên chợ. Vô cái nhà ơi. Ba cây. Trời ơi chó sủa quá trời rồi cái nha. Bự nha. Bự cái nha. Đây, cái liệu phẩm đầu tiên của hai anh em Bin. Cái nhà chỉ khó nghe nó ồn ồn xíu nha. Tối đi thăm hay gì á, khu này hai anh em Bin thấy dữ lắm. Bự nha. Thứ hai. Cái mương này hồi chiều như là mình thấy em gồng hay gì không còn? Mấy mương đâu có. Con thứ hai cái gì? Con muốn sảy luôn. Lâu lắm rồi không ăn cá kho tiêu á. Cởi cái mới đó mình kho tiêu đi. Thì cũng thèm nữa. Mấy cây mà nhiều lắm cái gì? Trong 3 mấy cây. Cá nước này thấy nó không mập á. Sống là mừng. Còn có cá là mừng rồi đó. Dính này cái nhà. Cái nhà thấy cần câu như nhịp nhịp không? Mấy dưới thì dính luôn rồi cái nhà. Đỡ nha. Chắc bên kia dính con nữa cái nhà. Cái nhà chịu khó nghe ổn xíu nha. Thì tối á đi thăm chó nó hơi sủa xíu. Cái này cái nhỏ nữa chứ, cái cỡ. Mấy cây liên tục luôn. Đi vô chưa chắc. Nè lần trước anh em Vin cắm cũng được mấy ký á, 2 ký mấy hay gì á, cái giòn cái vậy nè. Nó nhỏ à. Cái không bự. Nước này nó sống nổi là nó hên rồi đó. Mặn quá mặn. Nó xe cái nó xe không nhở lên cao luôn kìa. Nó quay tròn tròn cái nha. Không bự nhất nãy giờ. Nè thấy cái đầu mà không thấy con cá cái nha. Mập hơn con đầu tiên mình đính luôn á. Không em à. Tù cái lóc mà cái ổng đen lụi trời. Con 8 mũi con đầu tiên chứ bộ. Nặng hơn. Ừ. Cái này. Cái này là bắt cầu cần mới luôn nữa không? Chiều hai anh em Vin mua có 20 cần đó nha. Mới cần đầu tiên cái hai anh em Vin bỏ không tiêu rồi. Phi tan rồi. Mua nhiều rồi. Ôi cuộn ơi cuộn, từ từ cuộn ơi. Ngầm cái nhà ơi, trời quá trời bự luôn rồi cái nhà ơi. Chiều bên thấy nó quặn, bên mới kêu cuộn cắm cái mương này kia. Ui cần thật, cần thật. Quá trời bự luôn rồi. Ui nửa ký. Ôi cái nhà ơi nó mập. Quá trời cái lóc rồi, nó luôn, không thể nào thả.
mập, nó bự nữa, sướng tay. Coi cái hơi hồng nha cái nhà, cái nhà thông cảm với anh em Vinh nha. Đâu quá chó à, cũng lâu lâu rồi anh em Vinh mới sang đường cái lắm cái tòi vậy nè, nghĩ nè quát lửa luôn. Ừ thì quá là quá trời cái lắm. Cái anh sướng tay chiến lợi phẩm của hai anh em này không được tốn cho lắm. 39 cần mà được 5 con hay gì á, 5 con 6 con gì á, có một cái lắm này bự 4 6 7 con, 7 con rồi bắt ổng lên sáng rồi anh em bên chi thăm tiếp đi. 4 6 con nhưng được 3 bự. Ồ trời quá đau lắm rồi mới cắm được con cá vô lóc bự như vậy luôn á. 4 6 con, 6 con cá không vừa gặm lại 6 con này chắc được cái gửi. Tính được 3 con đúng rồi mới cá không vừa đó đổi này được như đó được rồi. Rồi hai anh em đi chấp chúc cái nhà cũng ngon nha, sáng nha dẫn cái nhà đi thăm tiếp. Thành quả đầu tiên của cử sáng nha cả nhà, có dính bọt này. Hồi hôm hồi hôm đây dính con rồi. Không được ha, không được kho tiêu ngon dính sát vô tông dính. Ủa ok tao xong không, xong không hơi bị mập luôn á. Nó quấn kiểu gì tại? Quấn nó xè. Nó xè nó quấn vô cái mà động, động hơn con đầu một tí kìa nha. Vô. Vô. Tiền câu mình vẫn còn chất lượng. Vẫn còn ngon, vẫn còn dẻo. Giờ lúc mày thăm á. Vì quyết định đổ quyết định đi cắm cái bỏ ngâm nước thế nào tao có lâu không? Nó dai dai lại chứ để nó giòn nữa nha. Một mớ kia thì Cường với Vin mất hết rồi. Còn cái mớ cũ bữa mua 100 cây á, nó xui quá Cường bỏ rồi. Bữa Cường với Vin có tâm sự á. Nên hôm qua mua 20 cây không ngon. Cá đã vậy ha, cá đã cái khái. Nên là mập à. Vin đi thăm mấy anh kia nghe nha. Cường bên đây còn thấy đường con nè. Nhỏ chứ không bị. Đây. Ừ, cá gù. Dưới gồ cản luôn cả nhà ơi. Đường đứng đâu cá lóc hay cá gô, chà bá lửa luôn. Gì? Cá gô, mày có con nào không? Gần đây luôn là sẵn gỡ cá gô luôn. Cá gô chà bá lửa luôn. Dạ? Ừ, mà nó thiếu mồi nó bị ốm. Vậy nha, dính còn cái lóc. Cây nào à? Ngập, nghe là bò này nè. Cái gô luôn, cá này chắc cá ngọc rồi nó mới ăn quá. Cũng dính cá gô hoài rồi đâu, cũng dính mà. Không có thường quá thôi nhưng mà hôm qua ghé mua bó một câu của bà kia mà bà bán toàn lưỡi cá gô không Cường không có lấy. Mình tối dính cá gô luôn. Đây, cái nha. Rồi, rồi vô. 4 con rồi. Còn cá gô quá ha. Ừ, gô đã kìa. Không lại buổi tối với buổi sáng chắc được 10 con, 11 con kèm thêm con cá gô nữa cái nè. Nhưng mà có hai con ngập. Anh em bên sẽ muối xả. Muối phơi một nắng. Chiên, để dành chiên ăn cái nha. Trên này thì được 5 con. Tối thì được 6 con. Mà con cá lóc này nó mập ghê ha. Nhìn thấy tầm quay luôn nè. Đủ. Cái này thì buổi sáng hôm nay có hai anh em pin thôi cả nha. Chắc bắt con bự đi cậu. Với con bự con cá gô thôi. Hai anh em mình nấu đóng rồi cũng không có ăn canh chua cả nha. Anh em pin nấu ngồi bún canh chua. Canh bún, canh bún. Canh bún mà bún canh bún canh chua. Thì kêu bún canh chua á. Làm con bự tới với con cá gô thôi. Chỉ bắt hàng cá ngọc đó ra. Cái này chắc được nửa ký á. Được mẹ. Cái ghê luôn. Vẫn còn cá gô đi.
Ghét mấy con quỷ này. Tại nó có hai cái mang hai bên đó cả nhà, nó đau lắm. Tầm đầu mùa mưa nên nó mới chạy đó. Còn con này rộng lại chiều mai cùng đem qua chợ bác. Ôi vô họng tên là ngậm miệng á. Bắt lại. Rồi vậy không? Rồi rồi mừng nha, chạy chợ mua ít nha. Mua đồ bỏ cái này mình nấu 2 tô 4 à. Coi như thế này là mình ăn sáng á. Ờ cứ tay văn có mấy cái gô bự cái vậy mà nó ốm nhơm mà mày. Nó ốm gì nè. Ờ nó ốm y vậy luôn á. Hôm bữa đặt lại mình cũng dính mấy con mà. Nhớ có lần nào người ta mày cũng kho hay gì đó. Đâu có ốm gì đâu. Ừ, không có ốm dữ vậy. Con này nó ốm mà kiểu như dạng cái thịt nó già luôn, cảm giác con cạo vô nó cứ. Nó dài luôn á hả? Ừ. Ngày 4 năm rồi mua ra đi chợ ra ngoài mua mà bà chị bà Lam mày làm cái gì mà mua gì kỳ vậy? Cái bình bốt nhấm nhấm ngủ ăn thôi mà chị mối mà em vậy bán mua ít người ta sẽ bán giá cao hơn chút thôi. Cái móc nhấm nhấm này cà mụn tái à, khi ít quá nó 1.500 người ta vẫn tính 2.000 tính tiền cái bọc đúng không? Vô đó thôi, giờ mình ăn có miếng mà mua nhiều xong mình giờ mình ăn hết cái gì khó đi chợ. Năm thứ sao thứ 1, 2, 3, 4, 5 sao thứ hai miếng không biết có nhạc không đây nữa nè. Thôi sắc mấy đớt vô cái chén nước hạt luôn nha anh em đúng không? Ừ thôi mình em luôn, có hai anh em này ăn phải cay cay mới đã. Thôi ớt để người ta sắc vô lúc mà nước nó mới vừa sâu vậy cho cay dữ hả, mới ra nước cũng ngon. Ở đây gần nhà bên á có anh trai ảnh chơi nguyên nhạc bự. Sáng mà bên nghe ảnh mở nhạc là bên sợ đó, sợ anh mất lớn quá là bên thua. Con cà chua rau thơm lá quế nha cả nhà. Lá quế này chắc cũng đỉnh nhiễm quá. Đúng rồi, mất sầu thơm. Đây là cà chua hôm nay có hai anh em bên nha cả nhà, tầm 4-5 thứ luôn nè. Đây ba, đây ba thứ nè, đây thêm đây ba thứ nữa. Con cá lóc, con cá lóc, con cá gô, hai chén nước mắm. Ba cái đầu bỏ cái nhà thấy hấp dẫn không? Đầu bỏ vô, chuẩn bị xong hết hơi nước xong là lụm nó luôn á. Cho thêm ớt vô nữa hay không? Hay cay cay, mới một chén nước mắm cũng được. Vô, xào sớm nha cái nha. Cái này hồi nãy anh em đi bắt chảo nước sôi sẵn nè, cho mình ớt vô khét 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 rồi chấm vô chờ cho cái nồi mình nó thơm. Chào bạc hà luôn lớn như thịt chờ cho nó vô mình cho hết nồi nước ngốc. Cứ bịch luôn. Đặt nồi luôn. Hai anh em con cá này lại không có hết luôn á. Bự luôn á nha. Nửa ký mà thêm con cá rô nữa. Gan ngon lắm nha. Này con cho đậu bắp với cà vô trước nha cả nhà. Còn mấy cái giấy chín cho vô sao. Cho hai anh em đi cho nó nước sôi lên bùng một cái cho nó vô. Sôi về dạo ăn cho nó ngon. Hoành tráng lắm á. Vàng xanh đỏ rồi. Còn trắng còn xanh nữa. Từ lớn tên à, canh chua nấu vậy thì nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn đó nha. Sáng hết giá à, còn thiếu miếng giá nữa không? Đúng rồi. Mới đủ gia vị. Cái này tới đây. Bột hè. Rồi coi vậy cũng nhiều quá tại nè, ấp ấp. Rồi sâu lên cái nữa, cái cho cái chén gia vị vô, cái nữa là anh em pin cho nó xuống. Nó nhẹ nha, không giao. Ngọt muối ít thôi, lạc thì mình nêm thêm nước mắm nó mới thơm, cà chua phải chen nước mắm vô nó mới thơm một xíu. Phải có nước mắm mà tôi chay nước mắm.
đó sao mày không lắc? Cái gì lắc? Nước mắm. Đâu có bị nặng dữ gì đâu. Phần này còn cho chén nước cốt chanh vô nữa là nhắc xuống rồi cả nhà. Nêm cốt chanh với đường cả nhà. Xong rồi mình gấp cá ra nha. Gấp cá ra, cho quế vô gấp cá ra, vô nêm. Quế vô cho cá nó thơm nữa cái nha, nó bớt, nó ép bớt mùi tanh á. Rồi đi vô. Không tổng cho đường cho nó đều lên chưa? Rồi. Trời ơi, có hai thằng mà cái làm gì? Cái chảo quá tải luôn rồi. Khỏi nói luôn. Nấu đủ lượng nước chết nước quá rồi đâu nấu được. Đúng rồi. À, bể. Thường thường cắt xác cậy là nó bể nha. Cái nha. Ô lòng, cá này như là cá sảy, cá sổng ở trong đè hay gì cái nha. Bên đây bên cường thấy nó mọc quá. Nói chung là xác định chính xác là không phải là cá đồng. Không phải đồng cái nha. Nhưng mà lại ra ngoài thế nào nó cũng ngon à. Nói chung nó đỡ hơn. Đỡ hơn cá trong đè. Ôi, anh em mà làm gì cá? Còn nó không ra? Còn cái đâu hết chưa? Còn cái đuôi nữa. Cái đuôi rồi. Rồi à. Rồi mở cái còn không? Rồi hết rồi. Rồi. Tô tao mà thêm nước thôi nha. Rồi. Qua đi. Chắc chi. Canh bún. Cái này mà có cũng một tí tổ phi nữa cả nhà gắt lên nữa thì thôi. Khỏi chơi luôn cả nhà ơi. Ngày chén nước mắm. Bữa sáng của hai anh em đi. Bên trong. Thôi, hai anh em Vinh mời cả nhà dùng bún canh chua dùng hai cùng hai anh em Vinh nha. Mời cả nhà dùng bữa sáng nha. Canh bún, bún canh chua. Canh bún. Thường thường thì món này ta kêu bằng bún canh chua không à. Cái này chắc là ăn sáng mà no tới trưa luôn nè. Hôm nay có hàng bự à, nấu cay cay thấy cảm giác nó ấm hơn, cái mùi vị của nó đậm đà hơn cái nha, dễ ăn. Ngon quá. Không nhận ba cái tàu đá này nó nóng đầu chứ. Hồi nãy niêm thấy đậm. Trời ơi, niêm thấy nó không đậm mà chan vô bún thì thấy nó đậm ha. Tưởng nào bỏ vô bún nó sẽ lạc cái bớt nữa chứ. Hay là hồi nãy mình niêm cuối mình niêm giá đụng cho tan. Thôi chứ mày để đi, gia vị nào cũng vậy mày bỏ vô ha, mà lỡ chưa sôi nó đâu có ra đâu. Nó mới sôi lên nó mới có ra gia vị được. Còn bỏ nhắc xuống chỉ có nước mắm này, ví dụ như mình ăn mình chan vô nó lên mùi nó thơm thôi chứ nó mặn mặn thêm. Còn như mấy gia vị bỏ vô mà nó không sôi á. Nhưng mà để ý như Cường ở nhà Cường nấu Cường nêm là gần kinh xuống Cường mới nêm. Ừ. Là cũng như vừa ăn nó bắt đầu mình gắt xuống thôi nó hòa lại. Còn mà kiểu như nêm rồi lâu quá thì thật đắng hả? Tao cảm giác nó sẽ không bằng. Cảm giác vậy thôi. Cái đó mới gọi là cái món ăn có mỗi người mà người ngon người dở nó khác nhau cho đó. Mỗi người mỗi khẩu vị nữa. Ừ, mỗi người mỗi khẩu vị. Người ăn lạc, người ăn chua, người ăn mặn hay sao đó. Đó nó được. Chứ mình nhắm đây cái theo kiểu miền Tây của mình mà theo mình biết là mấy anh chị ở dương ví dụ như ở miền ngoài á, vậy khẩu vị nó hơi lạc hơn. Nhạt hơn. Còn như ở miền Tây anh em biên mà tắn đường kiểu này cho mấy anh chị rất là tớ. Nhưng mà ăn bột ngọt rất là nhiều nha. Bột canh, bột ngọt. Không phải như kia bằng bột canh mà. Bột canh nó khác nữa. Bột canh nó như muối mì mình vậy. Còn về miền Tây của bên thì hơi nhiều đường xíu. Món gì như cũng có đường á. Nó ngon ngon. Như nấu cháo là không có nêm đường thôi.
nướng cháo nó xà xà nêm đường vô là giống như nó chè chè đó. Nó béo mà còn thêm vị ngọt của đường nữa. Còn canh chua là bột phải có đường. Đập đến cái rô. Bởi giờ anh em bên tính ham cái rô lắm, tính đi câu nhiều lần lắm á, mà chưa đi xác định đi câu được ở đâu á. Thấy mấy anh kia câu dính với chừng có thấy ham ghê. Trong cái rô cảm giác đã lắm. Hôm trước là muốn đi câu mà. Nhưng mà dính cái rô nhỏ không à. Có lần đó câu ngay sàn nước của cô đó. Làm liên tục luôn. Cái nhà nha. Cái gục này nó mập lù mở không luôn. Ngán. Nhớ có lần béo. Chuyện này chuyện cũng lâu lắm rồi. Nhớ có lần bên đi cũng đi làm clip vậy nè. Nhưng mà người chạy kêu cũng như kêu cá mó lóc nướng tôi mà nướng nướng muối. Nhưng mà là cá lóc nuôi nè cả nhà. Cái chị thấy bên chị cuốn cho bên một cuốn, chị để nguyên cái bộ lòng cá lóc cho luôn. Cái bên cắn một cái mỡ nhiều á, cái bên cảm giác nó ngán. Bây giờ sao ta, thấy chị thương mình chị cuốn cho mình mà giờ ngán quá rồi không vô được. Nhưng mà thật sự là bên ăn không được, tại vì nó ngán quá, ngán nguyên cái bề mỡ mà thấy con cá lóc nuôi kia nó còn dữ hơn nữa. Nó kiểu mà cỏ cây không phải nó ngán không đâu. Bây giờ cái bên ra nhưng mà bên nói với chị là em cắn xuống cái mặt kìa, nó đắng quá em chịu không nổi. Cái thấy chị không, cái cá lóc nó có cái bộ lòng lòng ngon nhất. Đúng rồi. Nhưng mà tự nướng tôi á, nó nướng còn dãi rồi xong cạo ra chỗ vàng á cả nhà. Ừ, con cá lóc mà nhìn thấy nó thon thon thì ăn bộ lòng ngon, còn mấy con mà nó có mập quá hả, nó có con cá lộn kiếp tổng mày ăn cái trời ơi. Nhưng mà đa số bây giờ thấy bán cái rượu mà cá lóc nướng tôi mà nướng xong cạo dãy nướng vàng á, ta bán nhiều lắm mà nhiều khách cũng đắt lắm á. Cũng hiểu nhưng mà tại chắc mình ăn ngán quá làm sao, chứ tao thấy nướng rồi để lên đi nhậu đi, mới lên thì người ăn cục hay cục thấy ngon, mà tao dừng ăn chút xíu rồi thấy nó hết ngon, nó nguội. Nguội lên nguội cái nào cũng vậy. Cá mà mình nhà tao mỗi lần muốn ăn đó phải không? Ừ. Là kinh lên cuốn hết. Cuốn trước mà hả? Ừ, cuốn hết. Để một dĩa vậy đó, ngày bắt đầu ngồi ăn. Chứ không có để mà nguyên con thì dĩa từ từ hơi cái ăn không hết. Thà cuốn trước vậy mà ăn hết. Nhưng mà chiên hay gì nó cũng được. Ăn cá mà ngứa hết. Thấy cá nào cũng vậy. Ướp gia vị cũng vậy. Để nguội là nó có mùi. Tanh, hơi tanh. Như cá lóc dở, như mà lúc đó ăn, lúc còn làm một vụ á, làm mấy món mà như cái tầm nướng rồi này kia á, như khách ăn còn lượng miếng thì cái nghề phục vụ anh em là có làm không biết rồi thấy, còn lại là hay bóc vụn ăn mấy đó. Với lại lúc làm á nó đói nữa, thấy là bóc nhưng mà ăn cái giác nó hơi nguội, nó không ngon. Chỗ mà ăn gì không biết có bị phạt không, chỗ nào bị phạt á? Cái phạt thì ta chưa biết, đây làm có 3 tháng à. Nhưng mà trong đó đem ra lén ở ngoài ăn, chúng như phải né khách nữa chứ là phải mình ăn cái kiểu đó được. Thì ta ăn mất riêng. Ta ăn trong phòng đó, bị bắt phạt hoài vậy. Mà né. Tại đông á cả nhà. Giống như anh em sống chung làm chung á vui. Vừa xong cái ra khách còn như dĩa tới cây gì á, còn cá vài cục gì cục á, mà năm số hàng nó vô bắt đầu phải bốc ăn liền để ra ngoài nó ăn hết. Anh nào nó ăn rồi ổng xuống cái ổng thấy thì ổng thấy được nào ổng ghi tên đó, thì hình như lần 100.000 hay gì á. Nhưng mà đặc biệt cái nghe là uống bia hoài luôn á, chứ bia mà khách thì thường thường uống ly không gót ra. Còn ví dụ mấy khách nào mà sỉnh cũng như nhậu người ta khui uống chưa khót nữa, trời ơi bỏ vô thùng đá ha, ngồi chạy lại uống mà nó mệt, mà cảm giác uống con bia mà nó mát, mà thấy cái cảm giác nó mát mà chạy tên dưới nó mát luôn á. Dạ. Ừ, chúng tao nói chung bia nhiều quá thì cũng ít cái nào uống. Bữa nào cũng như xác định sáng nhậu á, bữa đó cũng không có tiền á. Ừ, bắt đầu kiếm cái thùng 5 lít đó cả nhà, cái bia nào cũng vậy, ginh vô cái nào gom lại, cái đổ vô cái sáng thì anh em gom lại nhậu.
nhưng vậy tao nghĩ chắc nó lạc quá, nó mất gà phải không? Nói chung nó cũng ngon như bình thường à, tại vì mình nhậu theo kiểu bà bụi mà, kiểu như không tiền mà. Tao nghĩ là nó sẽ không còn ga nhiều, mùi vị thì tao nghĩ còn, nhưng mà cái ga của nó, nó tất nhiên nó phải không bằng mình mua rồi. Mình ăn đồ ăn ké mà. Rồi, ngon. Đến gà múc cái tô như vậy nè, ăn nhiều hơn ăn đồ lẩu á. Ngon lành. Cuối cùng cũng hết. No, quá no. Cái này còn thứ này để đó đi, tính sao cả nhà ơi. Cái lắm nữa ký hai anh em ăn không hết nổi, thêm còn cái đô nữa nhiều. Rồi, thôi hai anh em mình tới mấy bài cái này nha, chào cả nhà. Rồi.